Ok, hello anh em, tôi nên quay trở John Lên Min nha. Đây là John đây. Và đây, thành quả của tôi đây. Đến ván này rồi nha. Vẫn chưa thể thắng được cái bài này luôn. Cái bài này nó khó đi quá. Chắc là thắng được cái bài này cả. Xem tôi được 10 điểm ở chỗ nào này. Đây, xem lại thưởng đi. Đã thế này rồi còn cái kia nữa thì thôi luôn. Được rồi, chuyển vào ván đập đập pack nha. Tôi muốn hoàn thành ngay lúc này bởi vì tôi cảm thấy tôi không chờ được vận may đâu. Vận may nó hết tỷ lệ rồi. Ta có nên lấy Vanda hay không? Không, tôi chỉ lấy xe của Key thôi. Và xe của Key này tôi tin tưởng với nó luôn. Tôi sẽ gọi là không quan tâm, tôi sẽ chỉ tập trung đến cái khác thôi chứ đừng tập trung đến cái gì cả. Tôi thử đập một bách ở đây nha, đập một bách ở đây xem có được gì không nhá. Ok, later. Choki bây giờ vẫn may này. Mà dù cái gì cũng tốt hơn đấy, nhưng mà họ nên gọi là bay chín vậy. Ta nút bay chín để chơi cho nó gọi là gì nhỉ? Và xe xong, gói kia đã xong, còn con này thôi. Hãy cùng nhau tìm xem là có được vận may hay không nhỉ. Thử thách cuối cùng này, lần cuối cùng nhá. Và không được kỳ đó, thế mới lạ trở lại. Mình còn giờ cuối cùng, chả lẽ đầu hàng đến lúc này hay sao? Tôi rất ghét cái game này luôn đấy. Nó sẽ lại ra không ra vận may còn. Ngày trước tôi đập pack đây nó lại ra nhiều lắm rồi, bây giờ nó lại không còn ra nữa. Đúng là game mà. Chán cái con game này thật đấy. Chán muốn chơi nó nữa. Ra lần hai nó cũng không đâu. Cũng mãi mãi là không thôi. Ra lần hai tôi càng không. Tôi chán con game này lắm rồi. Rồi tôi sẽ thử cái cuối cùng nha. Đâu? Đâu có nào cần mẹt đâu. You wish. Đây. Tôi sẽ check ván này nhá. Hello. Không không phải đeo hoa rồi mà. You shut the. Đây, ván này này. Để xem có lấy đủ đồ hit hay không nha. Trời ơi. Hit thì thiếu rất nhiều luôn. Họ nên xóa game này luôn đi. Vì game quá chặt chẽ. Về mặt điểm beat time.
Nó quá khó, nó tôi không thể nào mà lấy bít tam cơ. Thậm chí bản là Vanilla không, thậm chí bản là bản nào gì nhỉ, bản thậm chí tôi chơi Monza trên hệ Win cơ mà nhá, thì Win tôi chơi Monza nhá. Ừ, Monza hệ Win này, tôi chơi The Showroom hệ Win này. Tôi chọn cái Monza đó, bây giờ nói không không chịu lưu, bắt mình phải là discard thì mới được chơi lại, nó bắt mình phải chơi lại một cái discard. Game kiểu gì vậy trời, có ai muốn chơi nó nữa đâu. Và thiết được bao nhiêu điểm này? Có được đủ 6 cái không? Không đủ 6 cái rồi. Cũng không đủ ấy. Ở game này nó rất là chán luôn đấy. Chỉ muốn xóa đi thôi. Tất cả các bạn quốc tế nó cứ kéo tôi vào cái ấy thôi. Tôi chẳng muốn chơi nữa luôn. Nhưng thôi, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.